Anh chẳng thấy em ăn ảnh gì cả. Em không ăn ảnh, nhưng mà bỏ dấu hỏi đi, em ăn được. Alo. Họp gấp à? Bây giờ thế này nhá. Người yêu tôi ấy là tồn tại duy nhất. Còn họp hay không họp ấy không quan trọng. Thế nhá. Đi chơi. Lan Anh. Gì? Đúng rồi. Anh đổ em nha. Đây là cái gì? Cái gì mà nó mềm mềm nhưng mà lúc anh đưa cho em ấy thì nó lại cứng cứng. À, cứng dần dần nhá. Mềm mềm nhưng mà anh đưa cho em nó cứng dần dần. Cười. Cười. Cứng dần dần không biết. Vừa đưa cho hôm qua này. Thế nào? Gạo xong bằng tay ấy. Hôn lên đầu con chó nhà bạn và xem phản ứng của nó như thế nào nhé. Sinh nhật ta mới chả nhớ gì cả. Nhờ có app Memory Timer mà mình không bị bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào. Cùng tải app Memory Timer để không bị lỡ dặn nhé. Nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa kẽ mắt chim bao hè. Lần đầu hẹn hò kiểu.